Chào cả nhà, hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm thương mại Viamon Laya cả nhà. Ở đây trang trí mừng lễ Giáng sinh rất là lớn. Số lượng du khách đến đây tham quan cảnh đẹp nơi đây cũng rất là đông cả nhà. Mình đang đứng phía bên đây đường mà mình quay cảnh đẹp Viamon Laya. Chút mình qua phía bên kia mình sẽ quay toàn cảnh cho cả nhà xem. Trang trí đèn mừng đón lễ Giáng sinh rất là đẹp cả nhà. Ở đằng trước Viamon Lotte là có hai cây thông cũng rất là cao lớn. Còn đây là đường Lê Dũng cả nhà. Lê Dũng hướng ra Dinh Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà. Trang trí hệ thống đèn led quá lộng lẫy các nhà ơi, rất là nhiều đèn. Cái siêu xe đang chạy quá to. Thì Viamon Laya này chào đón Giáng sinh rất là sớm các nhà, rất là sớm. Hiện tại trang trí mừng lễ Giáng sinh năm 2023 thật là náo nhiệt tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.